Kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động, hôm nay thứ bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2024. Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những diễn biến mới nhất về bão số 3. Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Lúc 10 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, sức gió mạnh nhất, cấp 13, giật cấp 16. Trong sáng nay, trước khi bão đổ bộ, tại đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 12, giật cấp 14, tức từ 150 đến 166 km một giờ, đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 11. Còn tại nội thành Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 3, từ khoảng 8 giờ sáng nay đã xuất hiện mưa lớn một số nơi mưa lớn kèm theo gió to, người dân phải rất vất vả khi di chuyển trên đường. Ở các tuyến phố ít phương tiện đi lại, vắng vẻ hơn so với mọi ngày do lo ngại bão to vào, cây cối đổ, nhiều công nhân môi trường, cây xanh liên tục di chuyển tại các quãng đường, khu vực dễ ngập úng để xử lý sự cố. Thưa quý vị, bắt đầu từ khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, thanh tra sở giao thông vận tải Hải Phòng cùng lực lượng cảnh sát giao thông đã chốt chặn ở hai bên chân cầu của ba cây cầu gồm cầu Hoàng Văn Thụ, cầu bính và cầu kiền bắt qua sông Cấm từ nội thành Hải Phòng sang huyện Thủy Nguyên. Lực lượng chức năng yêu cầu người đi bộ, phương tiện xe máy, xe thô sơ không đi qua cầu cho đến khi bảo tan, lãnh đạo sở giao thông vận tải Hải Phòng cho biết nếu trong trường hợp có gió lớn hơn nữa sẽ ban bố lệnh cấm cầu. Trước tình hình bão số 3 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn diễn biến phức tạp đang ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chính phủ đã thành lập Bộ Chỉ huy Tiền phương tại Hải Phòng để chỉ đạo công tác phòng, chống bão. Một số bộ trưởng, thứ trưởng được cử xuống các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố ven biển để chỉ đạo, đôn đốc phòng, chống bão, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã huy động lực lượng ứng trực và giúp dân phòng chống bão. Những thông tin mới nhất liên quan bão số 3 sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên báo Người lao động điện tử. Kính mời quý vị theo dõi. Còn bây giờ là những tin tức đáng chú ý khác. Sáng 7 tháng 9, đại diện công ty cổ phần VNC, tiền thân là Vinagame, cho biết đến thời điểm hiện tại các hoạt động kinh doanh và vận hành của công ty vẫn diễn ra bình thường. Công ty vẫn đang tích cực hợp tác và tuân thủ mọi yêu cầu từ cơ quan chức năng. Ông Kelly Gong, phó tổng giám đốc, sẽ đảm nhiệm cương vị quyền tổng giám đốc, bảo đảm các hoạt động của công ty tiếp tục vận hành ổn định và hiệu quả ban giám đốc công ty sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ ông Kelly trên cương vị mới. Còn theo báo cáo trước đó, tổng giám đốc của công ty này là ông Lê Hồng Minh. Được biết, việc bổ nhiệm quyền tổng giám đốc thường được thực hiện khi doanh nghiệp khuyết vị trí này hoặc tổng giám đốc không đảm bảo việc điều hành hoạt động doanh nghiệp. VNG được biết đến là một kỳ lân công nghệ của Việt Nam và là một trong những nhà phát hành sản phẩm công nghệ trực tuyến hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Công ty thành lập năm 2004 và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi trực tuyến. Đến hiện tại, đây vẫn là đơn vị kinh doanh trò chơi điện tử, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng lớn ở Việt Nam. Sáng 7 tháng 9, tuy giá vàng thế giới tăng hàng chục đô la Mỹ một ounce nhưng giá vàng trong nước gần như không biến động. Cụ thể, các công ty SCC, PNG, Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt công bố giá vàng miếng SCC mua vào ở mức 78,05 triệu đồng một lượng, bán ra ở mức 80,5 triệu đồng một lượng. Giới kinh doanh cho biết thời gian gần đây rất ít người dân giao dịch vàng miếng SCC, vì thế, có doanh nghiệp đã tăng mạnh giá mua vào nhằm kích thích khách hàng bán vàng miếng để có hàng bán lại cho người có nhu cầu. Giá vàng nhẫn dược các doanh nghiệp giữ nguyên 77,6 triệu đồng một lượng, mua vào 78,6 triệu đồng một lượng bán ra. của báo người lao động, sau đây là phần tin quốc tế. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tham gia các cuộc thảo luận khẩn cấp với quốc hội để cho phép khoản viện trợ quân sự lên đến 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trước thời hạn ngày 30 tháng 9. Theo Reuters, quyền rút vốn của Tổng thống cho phép Tổng thống Mỹ chuyển các mặt hàng và dịch vụ quốc phòng từ kho dự trữ của Mỹ để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Đây là một thành phần quan trọng của gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine được thông qua vào tháng 4 năm nay đồng thời là cơ chế chính mà chính quyền Tổng thống Biden sử dụng để chuyển vũ khí đến Ukraine. Tuy nhiên, phần lớn trong số 7,8 tỷ đô la Mỹ trong quyền trúc vốn của Tổng thống thuộc dự luật mà Tổng thống Biden ký vào tháng 4 vẫn chưa được sử dụng. Vì vậy, chính quyền Tổng thống Biden phải tìm cách bảo toàn 6 tỷ đô la Mỹ còn lại trước thời điểm kết thúc năm tài chính 2024, tức ngày 30 tháng 9 đang đến gần. Quốc hội Mỹ đã phê duyệt gần 175 tỷ đô la Mỹ viện trợ và hỗ trợ quân sự cho Ukraine cùng với các quốc gia đồng minh kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Phần lớn số tiền này nằm dưới hình thức tài trợ dài hạn cho hoạt động sản xuất quốc phòng của Mỹ trong bối cảnh lầu năm gốc đang tìm cách thay thế các thiết bị được gửi đến Ukraine. Theo báo cáo công bố hôm 6 tháng 9 của Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus thuộc Liên minh châu Âu-EU, Mùa hè năm 2024 là mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi nhiệt độ toàn cầu năm 1940. Đây là năm thứ hai liên tiếp kỷ lục đáng lo ngại này được xác lập. Cụ thể, nhiệt độ trung bình toàn cầu từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay cao hơn 0,69 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991 đến 2020, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2023, 0,66 độ C bà Samantha Burgess phó giám đốc cơ quan biến đổi khí hậu copernicus cho rằng trong tương lai hiện tượng cực đoan liên quan đến nhiệt độ sẽ ngày càng dữ dội gây ra hậu quả tàn khốc hơn cho con người và hành tinh nếu không hành động khẩn cấp để giảm phát thải khí nhà kính theo cnn các nhà khoa học khác cũng cảnh báo đây không phải kỷ lục cuối cùng vì con người vẫn tiếp tục khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch yếu tố chính làm nóng hành tinh Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Ngọc Lý, Quốc Thắng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Pháp và Ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank đã đồng hành cùng bản tin 11 giờ 30 Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.